Xin kính chào quý vị và các bạn, đến với bản tin thời sự 16 giờ ngày 19 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 19 tháng 1, phát biểu tại phiên họp thứ 6 của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh Thanh Hóa về kết quả công tác năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí Đỗ Trọng Hưng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo khẳng định: Năm 2023, hoạt động của ban chỉ đạo, thường trực ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tiếp tục đi vào nền nếp, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trên địa bàn tỉnh và đã đạt được những kết quả quan trọng. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2024, đồng chí đề nghị ban chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiêu cực trọng tâm là các quy định về công khai minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan tổ chức đơn vị trong bộ máy nhà nước về cải cách hành chính về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn đẩy mạnh công tác giáo dục và thực hành văn hóa liêm chính cho cán bộ đảng viên công chức viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng tiêu cực từ gốc tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát thanh tra kịp thời chấn trình khắc phục tình trạng đùn đẩy né tránh, sợ trách nhiệm không dám làm cho một bộ phận cán bộ đảng viên. Sáng nay, tại cuộc họp giao ban tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đường dây chạm biến áp 500 kV và đường dây 220 kV nậm sum nông cống đoạn qua tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh yêu cầu ủy ban dân các huyện thị xã cần chủ động trách nhiệm hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ tích cực tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận sớm bàn giao mặt bằng để thi công các dự án. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị chủ đầu tư chủ động hơn trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương, chuẩn bị kịp thời đủ nguồn vốn để có thể tiến hành chi trả ngay khi các phương án bồi thường được phê duyệt. Sáng nay 19 tháng 1, Phòng Giáo dục thành phố Thanh Hóa tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho giáo viên và cán bộ quản lý mầm non trên địa bàn thành phố thông qua lớp tập huấn giúp học viên hiểu rõ hơn về phương pháp giáo dục Montessori, từ đó đưa vào áp dụng trong các trường học, cơ sở giáo dục mầm non nhằm giúp trẻ phát triển đồng đều về tư duy, khả năng thu nhận kiến thức và sáng tạo. Đồng thời rèn luyện được những kỹ năng mềm cần thiết ngay từ khi còn nhỏ như kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, làm việc độc lập và hợp tác nhóm. Mường Lắc có hơn 100 km đường biên giới đất liền tiếp giáp với nước bạn Lào. Tại đây có 6 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống trong đó tỷ lệ người dân tộc thiểu số chiếm 95,2% dân số. Dù đời sống người dân nơi biên cương này còn nhiều khó khăn, thế nhưng lòng yêu nước, quyết tâm giữ vững đường biên, lãnh thổ quốc gia thì vẫn luôn hừng hực cháy bỏng trong họ. Những ngày này, khắp các bản làng ở huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đã rực rỡ màu cờ tổ quốc. Với những người dân ở giải biên cương này, việc treo cờ được xem như một nghi thức không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đến xuân về. Theo dự báo, từ ngày 20 tháng 1 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có đợt rét đậm, vùng núi có rét hại, vùng núi cao có thể xuống dưới 0 độ C. Để kịp thời ứng phó với các tình huống thời tiết bất thường, hạn chế thấp nhất thiệt hại gây ra cho đàn vật nuôi, Chi cục chăn nuôi và thú y đề nghị các địa phương thành lập đoàn công tác chỉ đạo, đôn đốc công tác phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, trong đó cần chú trọng các khu vực vùng cao, xã biên giới, những nơi có nguy cơ bị ảnh hưởng nhiều ra soát thống kê tổng đàn các trại chăn nuôi gia súc gia cầm, hướng dẫn phổ biến kiến thức kinh nghiệm phòng chống đói rét cho hộ chăn nuôi, cập nhật diễn biến thời tiết khí hậu thông tin kịp thời để người chăn nuôi biết, không chủ quan và bị động trong việc phòng chống đói rét cho vật nuôi. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện Bá Thước, tai nạn giao thông gia tăng cả về số vụ và số người chết. Trong số 19 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn huyện trong năm 2023, làm 16 người chết và 9 người bị thương có tới 7 vụ là do người điều khiển phương tiện tự gây tai nạn cho bản thân, làm chết 9 người. Trên cơ sở xác định nguyên nhân xảy ra tai nạn, để ngăn ngừa, kiểm chế tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm 2024, huyện Bát Thước đề ra mục tiêu phấn đấu giảm 5% số vụ, 10% số người chết và 15% số người bị thương. Tiếp theo là những thông tin trong nước. Tối 18 tháng 1 theo giờ Việt Nam, Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm chính thức Hungary đã được tổ chức trọng thể tại quảng trường nhà Quốc hội Hungary dưới sự chủ trì của Thủ tướng Viktor Orbán. Sau lễ đón, hai Thủ tướng đã gặp hẹn và Quốc hội hội đàm thảo luận về nhiều nội dung quan trọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hungary tạo điều kiện thuận lợi cho hàng Việt Nam có mặt nhiều hơn trên thị trường Hungary, nhất là nông lâm thủy sản. Khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cửa ngõ để các mặt hàng của Hungary tiếp cận thị trường Việt Nam và ASEAN. Thủ tướng Hungary khẳng định với tư cách là chủ tịch luân phiên EU 6 tháng cuối năm nay, Hungary sẽ thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU và sớm gỡ bỏ thẻ vàng đối với hàng thủy sản Việt Nam. Tin tức từ Hiệp hội chế biến và nuôi trồng thủy sản Việt Nam, cá ngừ đóng hộp trở thành nhóm sản phẩm xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường EU. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này chiếm hơn 40% tổng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU thu về ước khoảng 71 triệu đô la Mỹ. Con số này tăng 28% so với năm 2022. Nguyên do của sự tăng trưởng này là được hưởng ưu đãi thuế quan theo hiệp định thương mại tự do giữa EU và Việt Nam sau khi khởi động lại. Hiện nay các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam đã xuất được sang 22 nước trong khối EU, trong đó Đức, Hà Lan và Ý là ba thị trường nhập khẩu nhiều nhất cá ngừ đóng hộp của Việt Nam. Theo tin tức từ số liệu mới thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 1 năm 2024, cả nước chỉ nhập khẩu hơn 1.000 ô tô với tổng kim ngạch 39 triệu đô la Mỹ. Dòng xe nhập khẩu nhiều nhất là ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống với 591 xe, kim ngạch đạt gần 18 triệu đô la Mỹ. Gần dịp tích nguyên đán, nhưng lượng xe nhập khẩu nhỏ giọt là điều khác biệt so với thông lệ nhiều năm trước đây. Aribank, BIDV và Viettinbank, ba ngân hàng trong nhóm thương mại cổ phần nhà nước – Đều nia biết lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 đến 18 tháng là 5% một năm và kỳ hạn 24 đến 36 tháng là 5,3% một năm. BIDV và Vietinbank đã đưa lãi suất kỳ hạn 1 đến 2 tháng về 1,9% một năm. Agribank chỉ còn 1,8% một năm cho kỳ hạn dưới 3 tháng. Trước đó, Vietcombank là ngân hàng đầu tiên trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước giảm lãi suất huy động. Hiện tại, lãi suất Vietcombank là 4,7% một năm cho kỳ hạn 12 đến 24 tháng. Động thái của nhóm Big 4 được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các ngân hàng tư nhân giảm lãi suất trong thời gian tới. Vượt trên những biến động của nền kinh tế trong năm qua, thị trường tuyển dụng trong nước được dự báo có một năm đầy hứa hẹn. Điển hình, 59% nhân sự thuộc tất cả các lĩnh vực tại Việt Nam được khảo sát bày tỏ sự quan tâm lớn với các cơ hội nghề nghiệp mới trong 12 tháng tới. Xu hướng này được thúc đẩy bởi nhu cầu nâng cao các quyền lợi trong công việc của người lao động có một sự thật thú vị rằng 67% nhân sự cấp cao được khảo sát tin rằng mức lương của họ sẽ tăng lên nếu chuyển việc. Điều này phản ánh rõ nét niềm tin của người lao động vào thị trường việc làm trong nước. Ngày 18 tháng 1, công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn cho biết, nhà máy hết lọc dầu Dung Quất đã chính thức cán mốc chế biến thành công hơn 100 triệu tấn dầu thô và nguyên liệu sau 15 năm đi vào hoạt động. Trong đó, nhà máy đã chế biến 10 loại dầu thô ở trong nước với hơn 85 triệu tấn, và 23 loại dầu thô nhập khẩu từ nước ngoài. Tính từ năm 2009 đến nay, tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy lọc dầu Dung Quất đạt hơn 1,57 triệu tỷ đồng, đóng ngân sách nhà nước khoảng 220.000 tỷ đồng, có lợi nhuận sau thuế đạt trên 42.200 tỷ đồng. Trong năm 2023, toàn ngành bảo hiểm xã hội đã giải quyết gần 95,7 nghìn người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, hơn 8,8 triệu lượt người hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe, phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội giải quyết cho hơn 1 triệu người hưởng các chế độ bảo hiểm tự nguyện. Tổng số chi các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tự nguyện đạt gần 440.000 tỷ đồng, trong đó, quỹ bảo hiểm y tế là hơn 124.000 tỷ đồng với gần 175 triệu lượt người khám cho bệnh bảo hiểm y tế. Thành phố Hồ Chí Minh chưa thể thu phí về hè từ tháng 1 này như dự kiến do so vướng một số quy định về phương thức khai thác, quy trình cấp phép sử dụng. Thông tin trên được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu trong công văn vừa gửi Bộ Tài chính và Giao thông vận tải về việc triển khai thu phí sử dụng tạm lòng đường về hè trên địa bàn. Vì vậy, Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính sớm hướng dẫn về phương thức khai thác, lập đề án khai thác khi thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố. Trước đó, Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành nghị quyết về mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường hè phố có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Dịp cận Tết, trên các trang mạng xã hội không khó để bắt gặp các bài đăng tuyển người lao động làm việc thời vụ với lời hứa hẹn việc nhẹ lương cao, làm việc tại nhà không phải cọc tiền, những công việc như gấp lì xì, cộng tác viên, tương tác bán hàng, dịch thuật hay lồng tiếng thu âm cho các chương trình cuối năm. Nếu bạn đang quan tâm đến những dòng tuyển dụng này thì cần hết sức cẩn trọng vì đây có thể là một chiêu trò lừa đảo trực tuyến. Trong 11 tháng đầu năm 2023, gần 16.000 trường hợp bị lừa đảo trên mạng Internet được ghi nhận. Thời gian cận Tết, người dùng cần cẩn trọng với các bài đăng tuyển dụng lao động thời vụ, việc nhẹ, lương cao. Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 19 tháng 1, thời tiết miền Bắc ấm lên, tuy nhiên trạng thái này chỉ còn kéo dài trong hôm nay. Từ chiều và đêm 20 tháng 1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, gây mưa giảm nhiệt. Từ đêm 20 tháng 1 ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, trời chuyển rét, khoảng ngày 22 tháng 1, không khí lạnh được tăng cường mạnh thêm, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Trung và Nam Trung Bộ những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền thanh hóa xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại